Thời tận thế, Thiên Tuấn Kiệt chỉ là một trong 5-7 nghìn người Phật, Bồ Tát, Thánh, Thần, Tiên, những tiên chúng để mà tiếp tục chỉ là người đầu tiên lên mạng và được lột cơ. Thì những đứa sau này là những đứa con Ngọc Bích á, sẽ nói đuôi sao để lo bảo quản cái núi này và bảo quản cái dòng họ Thiên Tâm để mà lưu truyền từ từ nó mới lan rộng ra. Cái gì nó phải đi từ từ nha. Rồi lúc đó đó, những đứa lẻ Mỹ, những đứa nhỏ ngày hôm nay 30 năm sau là những nhà lỗi lạc với Thiên Tâm. Lúc đó cái xác phàm này đâu còn ở đây nữa. Nhiệm vụ Thiên Tuấn Kiệt này đã về với cha rồi, xong rồi. Cho nên từ ngày hôm nay cho tới những cái năm về sau đó, những ai mà sanh con ra đều là những đứa con phi thường không à. Gán nuôi dưỡng đó, đừng có đối xử tệ với nó. Những đứa nhỏ đó, từ khi cái đạo ra đời, không phải một mình Kiệt mà xung mang một thân người này mà làm nổi. Nhiều vị lắm, ngày Mục Kiền Liên, ngày Xá Lợi Phất, tất cả những các vị thời mà của Phật có bao nhiêu vị, quý vị cứ đọc đi. Đại Ca Diếp gì đó, A Nan gì đó, hiện giờ xuống trần hết, để mà phò Phật Di Lạc. Nhưng mà xuống theo cái kiểu Kiệt thôi, chỉ là một cái chiếc thân, thành ra rồi đầu thai thành một người, một chiếc thân đầu một người. Các vị cũng vẫn là giống như bỏ một giọt DNA, giống như là bây giờ mấy nhà khoa học nó làm clone vậy đó. Clone là cái DNA á, thì Kiệt cũng dạng vậy. Chứ còn Thiên Tử, Thiên Nhãn cũng vẫn ở trên trời chảnh. Rồi Kiệt còn những cái xác phàm mà mang cái hình thù nhìn khác, ở những cái hành tinh khác nữa. Ở đây chỉ là một chiếc thân thôi đó. Đã là như vậy, chứ không phải một vị rồi cái nguyên xác nguyên hồn 100%. Nó không phải như vậy. Cũng có nhiều vị mang xác phàm nó hơi cực quá, khổ quá, cái nhập vô mượn một cái xác khác. Còn mấy đứa nhỏ này á, là sau này là hậu thế của họ Thiên á. Họ Thiên nó sẽ lưu truyền mấy nghìn năm cho một cái quả địa cầu này thịnh vượng.